Ngoại hạng Anh gây sốc, các câu lạc bộ bỏ phiếu khai tử VAR. Ngày 6 tháng 6 tới, 20 câu lạc bộ của Premier League sẽ thảo luận về đề xuất loại bỏ VAR từ mùa giải sau. Wolves là câu lạc bộ đi tiên phong. Họ vừa trình nghị quyết xin bỏ phiếu phương án khai tử VAR tại đại hội thường niên của giải đấu. Trong buổi họp vào ngày 6 tháng 6, nếu ít nhất 14 trong tổng số 20 câu lạc bộ bỏ phiếu ủng hộ phương án của Wolves, VAR sẽ bị loại bỏ. Wolves cho biết việc sử dụng VAR đã dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực không lường trước được, làm tổn hại đến mối quan hệ giữa người hâm mộ và bóng đá, đồng thời làm suy yếu giá trị thương hiệu Premier League. Quyết định được đưa ra khi chúng tôi đã xem xét cẩn thận. Chúng tôi dành sự tôn trọng tối đa đối với Premier League, PGMOL, Ban Quản lý Trọng tài Anh và các đối thủ cạnh tranh, Wolves cho biết. Không có gì đáng trách, tất cả chúng tôi chỉ đang tìm kiếm kết quả tốt nhất cho bóng đá. Quan điểm của chúng tôi là đã đến lúc diễn ra một cuộc tranh luận mang tính xây dựng về tương lai của VAR sau 5 năm sử dụng công nghệ này. Chúng tôi cho rằng nó đi ngược lại với tinh thần của chúng tôi và do đó, chúng ta nên loại bỏ nó từ mùa giải 2024-25 về sau. Premier League xác nhận sẽ có cuộc thảo luận về tương lai của VAR tại đại hội vào ngày 6 tháng 6. Cơ quan này bình luận về đề xuất của Wolves, chúng tôi thừa nhận có những lo ngại xung quanh việc sử dụng VAR. Đây không phải lần đầu một giải đấu của Anh bỏ VAR. Championship, giải hạng nhất Anh, cũng đã nói không với VAR ở các mùa giải gần đây. Nhưng lý do được đưa ra là chi phí đắt đỏ, không phải vì những tranh cãi như ở ngoại hạng. Trong một loạt những tranh cãi, Wolves có lẽ là câu lạc bộ chịu thiệt thòi nhất vì VAR. Họ bị trọng tài khước từ penalty trong trận gặp Manchester United hồi đầu mùa. Sau trận, trọng tài đã phải vào phòng thay đồ để xin lỗi Wolves. Hay trước Liverpool, Wolves cũng chịu thiệt thòi vì bàn thắng của Diaz đã được VAR công nhận dù thực tế. Bàn thắng này là không hợp lệ. Nhưng giới quan sát nhận định, khả năng VAR bị loại bỏ là không cao. Theo ban tổ chức giải đấu, số lượng quyết định đúng đắn được đưa ra trong các trận đấu đã tăng từ 82% trước khi áp dụng VAR lên 96% ở mùa giải này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.